Chào thứ nhất. Anh ơi, anh hôm nay là dạo của anh xây ngày đây là ngày thứ 3 rồi. Đấy, công trình ấy xây này cũng cảm thấy nào? Vâng, công trình này là sắc nét. Vâng. Bác Cường ra bác Cường mạch nhất là mạch nữa. Vâng. Chủ nhà cứ không kịp ra tiền. Chủ nhà này làm không kịp ra tiền. Đang còn bỏ rừng cuộc chơi này. Ông Hòa ơi. Đang đái thợ rồi. Đấy, chả mới mà gác cố pha rồi. Gác cố pha đến nơi rồi. Chỗ, cứ xây xong rồi mình hai vài buổi. Lúc này là ngày mai nữa. Lại gác cố pha, bốc cố pha, ghép. Sợ ai nào được chủ nhà chống mày. Ngày xưa xây nhà tiếc là không gặp bác Thủy. Gặp bác Thủy sớm mà lúc thời điểm đấy thì vui nữa nhỉ. Cái hồi là rồi bác Tuyến mới lại nhà mình chát vách nhà em lúc mà dỡ cái nhà cũ nhà nhà đấy, dỡ để xây lại chát vách nhà em rồi là bà nhóm. Sao lại có cả gánh phấn cái hùng như vậy? Vâng. Lại còn câm còn điếc. Tuấn này trông như thanh niên chắc có một anh trai. Hả? Chú rồi đi ghép có pha đấy. Chỉ có chú ghép có pha này đấy. Chú mà không ghép là không có người làm đâu. À thực chưa gọi. Thực để cho thực đi làm vào tôi hộ bạn mới vừa cứ hộ bây giờ hoàn thiện đâu vậy. Ê, bác xem em phát trực tiếp trên cân vành xe đạp ấy. Ừ. Nói ra bác bây giờ thời buổi này là phải vắt sức lao động ghê gớm đấy. À, chú phải mang cái, chú mở cho anh cái, mở cái để anh cầm ấy. Cái đấy phải tháo được cái bánh mang về thì mới ấy được. Đâu, chú mở, thì anh cứ quên. Phải tháo bánh về thay luôn ở nhà. Có thôi, anh ở nhà có bánh rồi. Dạ. Căng một căng nét rồi. Thì chỉ cần tháo bánh ra thôi, mang về thì không có. Đi này là đa phần là em cũng không mang được đồ nghề. Hộp đồ nghề em nặng lắm, 30 mấy cân hộp đồ nghề đấy bác. Đấy. Là còn quá nhiều việc. Thôi bây giờ có YouTube bây giờ là sống cũng chật vật, xu hướng chung của xã hội bây giờ nó như thế, chật vật lắm. Nó chật vật hơn. Mọi người cứ tưởng em là hôm nọ quay cái đầu gác ghi đường sắt ấy, quay xong mấy cô gác ghi bảo cho xin tiền. Ở thôi, nó thật là xin gần thôi, xin chiếu đi. Đấy, nó thật là như thế. Đây là giới thiệu công an việc làm ngành đường sắt lên. Mà xin tiền. Vâng. Thì chú bảo gặp ông Nguyễn Thị Thủy. Không, xin tiền là xin tiền ngành đường sắt. À. Đường sắt và xin tiền là thôi, xin tiền. Lấy bỏ xin tiền, bỏ đến anh cho. Không. Cái đấy là đường sắt, là đường sắt giới thiệu công an việc làm cho người ta. Người ta còn đòi tiền, người ta đã không cho mình tiền thì thôi, đã đòi tiền mình. Thế thôi, nó xin chiếu đi. À. Thì chú bảo đến ông Thủy, ông cho luôn. À, ông Thủy 1 tỷ ông cho công nhân của ông còn hơn. Ra ông nào? Tiền ông Thủy để dành cho công nhân của ông Thủy chứ không có dây dưa đường sắt, cành đường sắt trả còn cho tiền mình thôi chứ lại còn đòi tiền ném rồi rồi. Nghỉ đi, nghỉ. Con nghỉ sớm đi. Nhà các vị làm như là làm YouTube ngon lành lắm, dễ nhiều tiền lắm. Nhiều tiền nó chỉ có cái hội nó còn có con buôn bán cái gì đó nó mới có tiền, quảng bá hàng hóa nó mới có tiền, nhưng mà đâu phải có tiền YouTube mà lấy từ doanh thu quảng cáo mà dễ dàng. Bây giờ em nói bác, một cái điều đơn giản nhất, ông muốn giả nhiều tiền cho YouTube thì tiền quảng cáo phải nhiều hơn thì đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là hàng hóa phải nhiều tiền hơn giá trị thực có đúng không? Chú quảng cáo cho anh. Có nghĩa là nếu mà ví dụ như là một cái viên gạch này chẳng hạn, nếu như người ta giả nhiều tiền cho quảng cáo, có nghĩa là một viên gạch bán 2.500 thì phải thành 5.000 một viên, có đúng không? Đúng rồi. Có đúng không? Đúng rồi. Ai chấp nhận điều đó không? Thế đương nhiên doanh thu quảng cáo nó chỉ có ít thôi, để nó tương xứng với cái thu nhập của xã hội, cái chi trả, khả năng chi trả của xã hội. Để muốn cho hàng hóa nó đúng với giá trị, gần với giá trị thật của nó nhất thì chi phí quảng cáo nó phải ít thôi. Dương đi quảng cáo thì người ta chỉ trích cho em 40% một tí thôi cho em, còn trên 50% người ta phải giữ lại để người ta còn duy trì cái mạng xã hội chứ. Nó là như thế. Thế thì làm sao mà mình có nhiều tiền được?
Nên là video của em phải hàng trăm mấy trăm nghìn lượt xem trở lên thì mới được có vài chục nghìn. Bây giờ mới đăng video lên chỉ có một chục nghìn lượt xem thôi thì chưa có tiền đâu á. Bắt phải bắt đầu vài trăm nghìn lượt xem trở lên thì mới bắt đầu có tiền. Là đem đến với những người nào vui vẻ nhiệt tình với mình thì mình đến, nhưng còn những cái người nào mà vòi vĩnh mình thôi thiếu. Nói xem là những người vòi vĩnh em đã ở các vị đã chẳng cho tôi tiền thì thôi, đòi tôi tiền tôi đến làm gì thôi. Nghĩ. Đã. Hiếu. Bạn bè lại đánh vô tôi rồi dừng chút nữa nhà. Bọn là thế là cái lán để dụng cụ cốt pha là bác có để ô tô không? Không. Chắc tưởng bác để ô tô luôn. Tôi để trong nhà. Nay về con sang qua về. Đánh đâu thắng ấy. Ừ, bao thủy thấy không? Em là cân mỗi một cái vành xe đạp thôi, nhưng mà mình phải hay hết hoàn là đánh bóng coi vuông được. Vành cân xong có thấy nhúc nhích gì đâu. Đạp nó tọt xe, đồng tâm hay là đổ đồng tâm rất cao mà không thể dùng lắm. Nó mà so thì mắt thường không nhìn thấy được. Nếu dùng đồng hồ so nó phát hiện ra. Đấy, bây giờ là phải như thế. Ban đầu người ta chỉ có thay mỗi cái lốp đen trắng thôi. Thay lốp đen trắng thì nghĩa là thì là cái lắc xong rồi cứ nó dính dầu mỡ đem chỉ mà cách làm xem anh nhá. Thế nhưng mà là nó hỏng cái lốp hỏng cái thui cái mà nó khi mà nó mình phải phơi ra cái xấu của người ta thì người ta mới chịu sửa chữa, nhưng người ta thế bây giờ mình chỉ còn làm tốt với mình, làm tốt với mình đánh xong xong là mình đánh trắng là trắng, đen là đen, đánh nhẹ thôi nó ngay ngắn thì người ta mới nhìn thấy cái sở, người ta mới khắc phục tiếp. Chứ nếu như không ấy thì người ta không nhìn thấy cái giả người ta không mấy đâu. Bà cái cửa đấy, còn cửa. Bác Thủy ơi. Bên này có dầm thì thôi. Nhà mấy mảnh không, mỗi vốn dĩ con người ta thế gian này vốn là người rời đấy, bác có tin không? Vốn dĩ là người rời nhưng quên mất mình là người rời thôi. Mình phủ bụi hết tất cả mọi thứ, giống như chất vàng ròng thì bôi một lớp nhầy nhụa vào, thành ra là quên hết. Này, có bắt được không? Bắt nhá. Dạ? Chưa bác? 93 à? Yeah.
món mắm đá là từ ngày xưa là chỉ có chúa Trịnh Sâm là được ăn đấy. Ông bỏ mấy cục đá vào trong nồi, ông ninh suốt từ sáng cho đến tận quá trưa. Nên là chúa Trịnh đói quá. Và lâu lâu sốt ruột lại hỏi thế đã chín chưa? Ở chưa chín. Mầm đá lại phải ninh kỹ mới chín được. Đã. Tung tiền nhé. Bác tung đi. Tung nhá. Thả.